Sáng ngày 13 tháng 10, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh chủ trì phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh và thành phố Uông Bí tổ chức trao hỗ trợ và khánh thành công trình nhà ở cho gia đình ông Trương Văn Cảnh, trú tại thôn Quan Điền, Khe Thần, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Ông Trương Văn Cảnh là người dân tộc Dao, thuộc đối tượng hộ cận nghèo của địa phương, có con là người khuyết tật đặc biệt nặng. Gian nhà trước đây gia đình ông ở có diện tích nhỏ hẹp, được quây lợp mái tôn đã xuống cấp, không đảm bảo cho sinh hoạt lâu dài. Ngôi nhà được xây mới có diện tích hơn 80m², tổng giá trị gần 300 triệu đồng, kết cấu đạt tiêu chuẩn 3 cứng, phù hợp theo chương trình nông thôn mới. Việc hỗ trợ xây mới ngôi nhà được Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh và Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh chấp nối, kêu gọi hỗ trợ 151 triệu đồng. Trong đó, khối thi đua các doanh nghiệp thương mại dịch vụ Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh làm khối trưởng, hỗ trợ 60 triệu đồng. Hãng sơn Inari thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Inari hỗ trợ toàn bộ sơn tường trị giá gần 17 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo thành phố Uông Bí hỗ trợ 25 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí còn lại do gia đình huy động cùng sự hỗ trợ ngày công của các gia đình trong thôn xóm. Tại lễ bàn giao, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình ông Cảnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, thể hiện tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, chung tay chia sẻ, giúp đỡ, tạo động lực giúp hộ nghèo sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo và chủ đề công tác năm 2023 về nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.